Tự ba hồi chuông trống Bát Nhã. Kính thưa quý vị quan khách và quý Phật tử, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý, tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi có tổ chức buổi lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 21 vị Phật tử Thiền Tông. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm 5 phần chính. Phần thứ nhất là nghi thức dâng hương và trình Đức Phật. Phần thứ hai là truyền bí mật Thiền Tông cho các vị Phật tử Thiền Tông để trở thành là Phật gia Thiền Tông. Phần thứ ba, đọc lời dặn dò của Đức Phật dạy các tân Phật gia Thiền Tông ngày hôm nay. Phần thứ tư, tất cả những vị dự lễ ngày hôm nay đồng hồi hướng cho các vị tân Phật gia Thiền Tông. Trước khi bắt đầu buổi lễ, chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu thành phần tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Ngồi tại bàn chứng minh phía bên tay phải tôi chính là Thiền gia Anh Tuấn, viện phó kiêm phó ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Ngồi bàn kế bên và bàn đối diện là những vị đại diện trong ban quản trị tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu. Giữa chánh điện sẽ là các vị được truyền bí mật Thiền Tông ngày hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy có đông đảo quý vị Phật tử và độc giả gần xa đến tham dự buổi lễ. Xin nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị. Trước tiên, xin phép được đi vào phần khai mạc của buổi lễ. Mở đầu sẽ là nghi thức trình Đức Phật và dâng hương. Xin mời các vị được truyền bí mật Thiền Tông ngày hôm nay, chúng ta đồng quỳ gối lên để chuẩn bị tiến hành dâng hương trình Đức Phật. Xin kính mời Thiền gia Anh Tuấn và Thiền gia Ngọc Lâm ra trước mi lô đọc nghi thức cũng như dâng hương trình Đức Phật về buổi lễ ngày hôm nay. Xin mời hai Thiền gia. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngày 14 tháng 6 năm 2020, nhằm ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý, tại chánh điện tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con có hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 21 vị Phật tử Thiền Tông mà Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông, nên chúng con tổ chức buổi lễ này kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Trước hết, chúng con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử truyền thiền này. Lễ Phật, kính lạy Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp, kính lạy Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh Pháp ngày xưa. Nhiều người giác ngộ có thừa, vì đã biết được quê xưa của mình. Lễ Tăng, kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần, tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ trọn phần Thiền Tông. Tôn kính Phật bảo, Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh, luật nghiêm giới cấm ban hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tâm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành, kính dâng một tấm lòng thành,
phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu, tôn kính pháp bảo, pháp của Phật giáo điều chánh lý. Con theo thiền tông học pháp tu thiền, thiền tông thanh tịnh tùy duyên, giúp người giải thoát hữu duyên rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được trở về Phật giới an nhàn, sống trong thanh tịnh dễ dàng, thiền tông thanh tịnh mở đàn huyền môn. Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quý thai diệu pháp thậm thâm, chúng con hết dạ thành tâm tu thiền. Tôn kính Tăng Bảo, Tăng là các nhà sư thanh tịnh, tâm thể không không chẳng dính bụi trần, ly gia cắt ái khinh thân, dứt trừ bản ngã lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quản nhọc nhằn, đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính lễ hằng dám sai. Cúng dường Tam Bảo, kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường. Của này vốn của thiện lương, chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Nguyện cầu tất cả chúng sinh, tu theo thiền học không còn trầm luân. Thiền tông Phật dạy con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Hiện tại chúng con biết dừng, không theo vật chất là dừng lại ngay. Hôm nay tại điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con ra sức dựng xây, thiền tông Tân Diệu tại đây lưu truyền. Chúng con phổ biến các miền, muốn hết luân hồi đừng dính trần duyên. Người tu không não chớ phiền, luân hồi sinh tử không phiền với ai. Tại nơi chánh điện của Ngài, ai muốn giác ngộ nhận ngay tánh mình. Chúng con kính nguyện Phật Linh trợ giúp thiên hạ cứu nhìn cho ra. Ngày xưa Đức Phật nói ra, thiền tông chánh pháp hiện ra đất rồng. Chúng con hiện tại cầu mong nhiều người nhận được thiền tông nơi này, không còn tưởng tượng đó đây, xin nhận thiền học tại đây phổ truyền. Những ai hữu phúc đại duyên, sống với Phật tánh không còn trầm luân. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, vì con không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, thiền tông Tân Diệu hôm nay mới dừng. Chúng con hiện tại rất mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Lòng con nay được sáng trưng, ngộ được thiền học, con mừng lắm thay. Luân hồi là của trần ai, con nguyện dứt bỏ ở ngay đời này. Thiền tông Tân Diệu tại đây, con lại ba lại, xin Ngài chứng minh. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghi thức khấn lễ truyền bí mật thiền tông chúng con thực hiện đã xong. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật cho phép chúng con tiến hành lễ truyền thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật cho phép chúng con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thiền gia Anh Tuấn và thiền gia Ngọc Lâm. Xin mời các vị chúng ta an tọa.
Tiếp theo, xin đi vào phần chính của buổi lễ. Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, sau đây chúng con xin phép được tiến hành lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 21 vị Phật tử Thiền Tông, vì trước đây những vị này đã giác ngộ được yếu chỉ Thiền Tông và đã được tổ đình chùa chúng con cấp giấy chứng nhận cho các vị. 21 vị Phật tử Thiền Tông có mặt ngày hôm nay gồm: 1. Phật tử Thiền Tông Nguyễn Văn Trự, sinh năm 1981 tại Nam Định, cư ngụ số 47 đường Bình Hòa 2, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 2. Phạm Thị Kim Thanh, sinh năm 1966 tại thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ số 59/4 đường Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Đặng Đại Thành, sinh năm 1977 tại Vĩnh Long, cư ngụ số 602 đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. 4. Lê Văn Thư, sinh năm 1982 tại Hải Dương, cư ngụ số 319/1 đường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 5. Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1953, cư ngụ số 104 đường Hoàng Bá Bích, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 6. Phạm Trường Thọ, sinh năm 1986 tại Đồng Tháp, cư ngụ ấp Tham Bua, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. 7. Trần Văn Vinh, sinh năm 1982 tại Bến Tre, cư ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. 8. Đặng Hồng Thấm, sinh năm 1977 tại Kiên Giang, cư ngụ số 126 ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. 9. Trương Chí Thắng, sinh năm 1972, cư ngụ số 448/5 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 10. Tra Tơ Thị Tốn, sinh năm 1988, cư ngụ thôn Suối Vang, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. 11. Đặng Thanh Tâm, sinh năm 1947 tại Nghệ An, cư ngụ tổ 6, ấp 3, xã Trừ Văn Thố, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. 12. Lê Thị Hiền, sinh năm 1959 tại Long An, cư ngụ số 69/4, ấp 4, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 13. Lê Viết Dũng, sinh năm 1977 tại Thanh Hóa, cư ngụ ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. 14. Hà Thị Sáu, sinh năm 1947, cư ngụ số 143, ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 15. Trần Bảo Phong, sinh năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh, cư ngụ số 6K, Bến Bình Đông, phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. 16. Lê Kim Tuyến, sinh năm 1981 tại Kiên Giang, cư ngụ số 126, ấp Cạn Ngọn, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. 17. Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1971 tại Hưng Yên, cư ngụ thôn Cự Dũng, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. 18. Cao Thị Thu Hương, sinh năm 1980 tại Hải Phòng, cư ngụ số 35, đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 19. Vũ Thị Du, sinh năm 1944 tại Hải Phòng, cư ngụ số 35, đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 20. Nguyễn Thị Úc Dứt, sinh năm 1994 tại Thanh Hóa, cư ngụ ấp Bình Hạ Đông, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và 21. Võ Thanh Triều, sinh năm 1969 tại Đồng Tháp, cư ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là nghi thức truyền bí mật Thiền Tông. Đầu tiên, xin mời vị thứ nhất là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Văn Trữ ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Nguyễn Văn Trữ bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là Nguyễn Văn Trữ, sinh năm 1980 tại Nam Định,
Hôm nay con xin đọc 58 câu kệ nói nên ngưỡng ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Câu kệ: thế giới vật chất đua tranh điên đảo lên sanh luân hồi. Ngàn đời tỷ kiếp vậy thôi mà con cứ mãi lôi thôi đi tìm. Tìm trong vật chất phồn vinh, con đâu có biết nên tìm dụng công. Đi cầu đi cúng lòng vòng, đi theo thầy cúng tưởng rằng pháp sư. Cúi đầu mà lạy cho nhừ, cầu cho cha mẹ ông bà siêu thăng. Nhưng rồi con vẫn băn khoăn, vì Phật ngồi đó con khen con nào. Tượng nào cốt thép thạch cao mà con không biết cứ vào lạy khan. Nhưng may con có nập đàn, tụng kinh diệu pháp con hàng được tâm. Tâm mê tâm muội nôn trầm, không còn ảo tưởng hỗn thôn trầm bao đêm. Thế rồi lại có một đêm, con mơ thấy tổ Maha chỉ đường. Sáng ra con thấy nạ thường, con liền vào mạng A đường là đây. Hoa sen Phật đã trao tay, con cho ngài ca diếp pháp hay Phật truyền. Hiện ra quyển sách truyền riêng, con thật mừng quá nên liền đọc ngay. Đó là công việc các ngài. 36 vị tổ thật hay quá chừng, lòng con sung sướng tưng bừng, nệ rơi thắm đượm chưa từng trải qua. Chí con như sáng bừng ra, gặp được chánh pháp con mừng biết bao. Pháp thiền thanh tịnh Phật trao, cho ngài ca diếp truyền trao các đời. Không qua kinh điển không lời, truyền theo dòng thiền là lời Phật dân. Qua bao thử thách khó khăn, nay đến đất rồng ở tại Long An. Lòng con vui sướng vô vàn, vì con biết được con đàng để đi. Đây là pháp bất tư nghì, quay về Phật tánh con chi hơn nào. Phật tánh đâu có thấp cao, chỉ cần thanh tịnh thấy cao làm gì. Thấy nghe nói biết một khi, một khi thanh tịnh là đi về nguồn. Con mừng mứt nước mắt tại tuôn, từ nay con được luôn luôn biết mình. Biết mình Phật tánh đinh ninh, không cần tìm kiếm linh tinh bên ngoài. Kim thân Phật sẵn thật oai, bỏ đi thế giới muôn nàn khổ đau. Phật ôi nệ con lại chào, là nhờ Phật pháp Phật ấn vào trong con. Xưa kia Phật dạy con dừng, sống với Phật tánh là dừng lại ngay. Con nguyện duyên kiếp hết kiếp này, giúp người duyên lớn để mai cùng về. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Văn Trữ. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ hai là Phật tử Thiền Tông Phạm Thị Kim Thanh ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 73%. Xin mời Phật tử Phạm Thị Kim Thanh bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Phạm Thị Kim Thanh. Sau đây con xin đọc bài kệ 52 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Con xin mười phương chư Phật và Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Huyền Ký nay đã ra đời, ở tại đất rồng của tỉnh Long An, phổ biến khắp cả thế gian. Con nay nhận được an nhàn thảnh thơi. Phật ôi con hiểu ra rồi, lâu nay không biết lầm đường tu sai. Cảm ơn Đức Phật chỉ bày, để lại Huyền Ký dạy con thoát trần. Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân, viết lại Huyền Ký pháp màu Như Lai. Hôm nay con xin tỏ bày, trình sự hiểu biết xin Ngài chứng minh. Bao năm công quả trong chùa, tụng kinh gõ mõ cúng cầu lạy xin. Ngày ngày cứ vậy mà hành, chẳng thông chẳng rõ tháng ngày trôi qua. Ngỡ rằng hành đúng Phật đà, an nhàn cuộc sống bình an tháng ngày. Một hôm nhìn lại thấy sai, mà cũng chưa biết mình sai điều gì. May thay gặp lại bạn hiền, tặng cho bộ sách Ký Huyền Thích Ca. Hôm nay con mới nhận ra, sách hay tuyệt quý Thích Ca dạy thiền. Đọc vào thấy sách hữu duyên, nội dung trong sách dạy thiền thoát luân. Ôi thôi hy hữu quá chừng, 25 thế kỷ pháp dừng tại đây. Đời con sống lại từ nay, 55 năm chẳng bắt đầu từ đây. Thiền tông là pháp nhiệm màu, buông dừng thôi dứt bắt cầu về quê. Huyền Ký Phật dạy đường về, tánh người tánh Phật chẳng hề vơi đi. Tánh Phật rộng lặng hằng tri, tánh người tham tưởng mãi đi luân hồi.
Phật ơi, con nhận ra rồi, tu trong vật lý luân hồi phải theo, muốn về Phật giới phải dừng, dừng đi tất cả là dừng tử sanh. Hôm nay lời dạy của Thầy, con quyết một lòng dừng dứt và buông. Dừng là dừng kiếm dừng tìm, dứt là dứt bỏ cây kim trong người, buông là buông lợi buông danh, thôi đi tất cả những câu luận bàn. Lợi danh nay đã không màng, chỉ cần công thức lên đàn về quê. Ham muốn giải thoát thật lòng, công đức phải tạo để không luân hồi. Hôm nay con nhận ra rồi, nhờ môn thiền học cứu đời chúng con. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Phạm Thị Kim Thanh. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Đặng Đại Thành ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 76%. Xin mời Phật tử Đặng Đại Thành bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Đặng Đại Thành. Con xin trình bày kệ Ngộ Thiền 48 câu của con. Kính xin Đức Thế Tôn và 10 phương chư Phật ứng chứng cho con. Sinh ra ở đất Vĩnh Long, giữa cầu Mỹ Thuận với cầu Cần Thơ, thuở nhỏ thân bệnh bơ phờ, lớn thì sức khỏe chẳng hơn chút nào. Xa quê lên tận thành đô, gắn công tạo dựng cuộc đời mai sau, tích lũy hơn nửa đời người, trở về tay trắng con đường ngày xưa. Thuở nhỏ đã có mộng cầu, tìm cho rõ đạo lý màu thực hư, nhưng mà tìm mãi vẫn bù, thấy không thỏa ý chẳng tu được gì. Nghe Thầy giảng dạy một khi, cùng các kinh sách thực thi môn thiền, khi thì tìm đến non thiên, khi đi học đạo, khi hành huyền môn. Duyên lành nghe đến tông thiền, tìm ngay trên mạng xem liền với nghe, xem nghe thật khó giải bài, khi cười khi khóc, bình an lặng người. Thiền tông dạy ý giản đơn, thấy thì cứ thấy, nghe thời cứ nghe, nói thì cứ nói vậy thì, biết thì cứ biết, đừng chồng biết thêm. Tánh Phật hãy biết tỏ tường, 16 tánh người cũng phải rõ thông, luân hồi phải biết trong lòng, 6 đường luân chuyển báo hoa tận tường. Nhân quả quy lực âm dương, vận hành vũ trụ phải tường tam thiên, công đức giúp người rõ thiền, đường về Phật giới hai miền cách xa. Cảm ơn Đức Phật Thích Ca, để lại huyền ký dạy ra luân hồi. Cảm ơn tân diệu chùa thơ, dòng thiền tiếp nối để đời bớt luân. Thiền tông tân diệu đất rồng, mới đến một lần mà rất thân quen. Phước con đại phúc hữu duyên, hôm nay nhận được pháp thiền tịnh thanh. Pháp màu con quyết giữ gìn, sống với Phật tánh cuộc đời thảnh thơi. Phật ơi con quyết một lời, những ai muốn thoát dòng đời tử sinh, con xin chỉ thật quê mình, để người người hiểu pháp thiền Thích Ca. Thích Ca dạy nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt về miền quê xưa. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Phật tử Đặng Đại Thành. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Lê Văn Thư ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 73%. Xin mời Phật tử Lê Văn Thư bước lên trước micro tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con tên là Lê Văn Thư, sinh năm 1982, tại Hải Dương, cư ngụ 319/1, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Con có bài kệ 68 câu, ứng chứng lên Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho con. Khi xưa con cúng con cầu, ngồi thiền quán tưởng mong cầu thoát thân. Ngồi thiền mà đau cả chân, chẳng được chi hết mà thân cứ hành. Ham muốn giải thoát không thành, lần tìm trên mạng thấy trang thiền tông thiền. Nghe hết 10 quyển thiền tông mà chưa tin rõ thiền tông Phật truyền. Lòng con quyết chí tìm duyên, đến chùa Tân Diệu dạy truyền thiền tông. Truyền trao mạch chảy đất rồng, tâm con vui sướng nệ rơi bất ngờ. Lòng con cứ mãi ngẩn ngơ, những vần thơ kệ chùa thơ ngộ thiền. Liền gặp cô Hoa giải thiền, cô Hoa giải rõ dòng thiền Thích Ca. Con nay đã gặp đường ra, nhận được huyền ký Thích Ca ban truyền.
đọc liền 10 quyển sách thiên, tánh Phật thanh tịnh thoát miền tự sanh. Phật dạy chúng con phải dừng, luân hồi sanh tử liền dừng với con. Từ nay con quyết không còn tham lam tưởng tượng là con tu thiền. Tánh người 16 đạo điên, tiền tài danh lợi làm con khổ sầu. Tu thiền chỉ có một câu, buông rừng thôi dứt mất đầu tự sanh. Tánh Phật bốn thứ thường hằng, thấy nghe nói biết rõ ràng không sai. Thiền tông có một không hai, thấy không trông thấy là đây niết bàn. Sống trong quy luật tự sanh, nhân nghĩa lễ chí tín, cuộc đời bình yên. Từ nay không não không phiền, lập bày phương tiện về miền quê xưa. Tu thiền không chọn sớm trưa, tạo nhiều công đức ngôi nhà pháp thân. Phước đức còn dính trong trần, ác đức đọa lạc muôn phần khổ đau. Tam giới bức họa muôn màu, luân hồi luân vần xoay chuyển khổ đau thiên hình. Bởi vì con quá vô minh, không biết Phật tánh của mình ngày xưa. Hôm nay con nhận Phật thừa, nên mới biết được quê xưa của mình. Từ nay con hết vô minh, tạo lập công đức để mình về thôi. Phật ơi, con đã hiểu rồi, thấy nghe thanh tịnh là thôi luân hồi. Muốn thoát vật lý thế gian, ham muốn mãnh liệt rõ ràng về quê. Từ nay con hết mê lầm, sống trong thanh tịnh không cần dụng công. Con học đạo Phật thiền tông, hành theo lời Phật thong dong đường về. Từ nay con biết được quê, cảm ơn Đức Phật chỉ quê con về. Cảm ơn 36 thiền sư, cảm ơn Đức Thảo Ly Sư dẫn thiền, cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân. Sưu tầm biên soạn lời Huyền Thích Ca, phổ đi khắp chốn Ta Bà. Người người nhận được nhà nhà yên vui, lòng con nay thấy ngậm ngùi. Đứng trước hình Phật con vui con mừng, tâm con nay được sáng trưng, luân hồi sanh tử đã dừng với con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Phật tử Lê Văn Thư. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Hòa ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Hòa bước lên chút micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con Nam Mô Giáo Chủ Tam Bảo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1953, ở Thanh Xuân, Hà Nội. Con vào tạm trú ở số nhà 104 đường Hoàng Bà Bích, khu phố 5, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Sau đây con xin đọc bài ngộ thiền của con, 32 câu xin Đức Thế Tôn ấn chứng cho con. Thiền tông chảy khắp năm châu, là pháp nhiệm màu chỉ rõ đường đi. Nay con nhận được thiền thì biết được Phật thánh hằng chi của mình. Nhận được con chỉ nặng thinh, không biết diễn tả chỉ mình biết thôi. Thiền thanh phổ biến ra rồi, năm châu bốn biển nhận thời thiền tông. Con đọc được sách Nguyễn Nhân là quyển huyền ký thiền tông Phật truyền. Từ nay con hết đảo điên, không quỷ, không nậy, không phiền đến ai. Thiền tông là pháp như nay, chỉ rõ tường tận thế gian thường còn. Thiền tông giải thoát trần gian, như nay chỉ rõ đường này, như nay chỉ rõ con đường này thôi. Ham muốn mãnh liệt được rồi, tạo nhiều công đức là ta về nguồn. Học thuộc công thức Phật khuyên, buông rừng thôi rút ta liền về quê. Từ nay ta biết đường về, không phải tranh luận nhiêu khê phàm trần. Thiền tông học cách buông dần, thuộc lòng công thức như nay đã truyền. Cảm ơn Thầy Tổ truyền thiền, cảm ơn Đức Thảo Ni Sư phổ truyền. Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân, kỳ tài công bố Thiền Tông Phật Đài. Đây là lời Phật Thích Ca chỉ cho nhân loại thoát ra luân hồi. Chân thật có pháp dừng thôi, sống trong thanh tịnh là đời bình an. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Hòa. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Phạm Trường Thọ ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Phạm Trường Thọ bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Phật tử Phạm Trường Thọ, con có bài kệ 38 câu ngữ sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Ha thiền ở tại nước ta, thiền ha thanh tịnh vĩ hơn ngọc vàng.
hoặc vàng chẳng tím. Ở đâu nhận ra tánh biết là đây chân tường, uổng công ngồi tụng sớm trưa, tụng hoài không thấy quê xưa của mình. Hôm nay nhận được pháp binh, chỉ cần buông dứt niết bàn hiện ra. Đức Phật dạy rõ ra, chỉ cần thanh tịnh nhận ngay về nhà. Quê nhà không phải ở xa, ở trong thanh tịnh chạy ra ngoài nguồn. Ở trong các tánh hằng lương, tánh thấy thấy vượt xa luân hồi. Bao năm tìm kiếm con thôi, thôi đi tất cả luân hồi màn chi. Thiền thanh con nhận tức thì là thiền giải thoát tử sanh xa lìa. Xa lìa về là về thế giới bên kia Phật giới với xưa nhà mình. Chúng con cố gắng giữ gìn, tìm nhiều phương tiện thiền đây lưu truyền. Thiền thanh đặc biệt truyền riêng cho người duyên lớn nhận liền thiền thanh. Thiền tông dễ viết tử sanh, ở đâu cũng có pháp thiền Thích Ca. Năm châu bốn biển nhào nhà, cùng nhau giải thoát về miền an vui. Lòng người thường bị cái tôi, ham danh mê lợi luân hồi kéo đi. Đi vào tam giới đua tranh giành dịch biết ngày nào ra. Đức Phật chạy cõi ta bà, thôi tất cả luân hồi màn chi. Lòng con không tưởng không nghi, để tánh thanh tịnh nhận liền thiền thanh. Thiền thanh Đức Phật chạy dừng, là thiền giải thoát, an vui về nhà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Phật tử Phạm Trường Thọ. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Trần Văn Vinh ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Trần Văn Vinh bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Mười Phương Chư Phật. Con Phật tử Trần Văn Vinh sinh 1982. Con có bài kệ 24 câu, xin Đức Thế Tôn và Mười Phương Chư Phật ấn chứng cho con. Ngày xưa Phật dạy con dừng, vì con chấp ngã nên còn chuyển lưng. Hôm nay thật sự con dừng tất cả tử sanh luân hồi. Thiền thanh chỉ lõa cái tôi, không dính không mắc, dứt liền tử sanh. Nay con nhất trí không tranh, không sanh không chấp, không tranh không giành. Thiền thanh Phật chỉ lõa lành, sống giới Phật tánh luân hồi bỏ ta. Thiền thanh chỉ lõa cái ta, vì ta chấp ngã mới đi luân hồi. Cầu sinh quán tưởng nên thôi, càng quán càng tưởng luân hồi càng theo. Thiền thanh không sợ giàu nghèo đó chỉ tạm thời một khi. Thiền thanh chỉ lõ đường đi, đi về Phật giới hết thì chuyển lưng. Muốn hết sanh tử buông dừng tất cả để về nhà xưa. Tu thiền chẳng ngại sớm trưa, để tâm thanh tịnh về quê an nhàn. Thiền thanh tuyệt học thế gian, dạy cho nhân loại vượt qua hải tiều. Xin Đức Thế Tôn và Mười Phương Chư Phật ấn chứng cho con. Xin cảm ơn Phật tử Trần Văn Vinh. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Đặng Hồng Thắm ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 73%. Xin mời Phật tử bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con tên Đặng Hồng Thắm. Con có bài kệ Bộ Ngộ Thiền 40 câu, kính xin Mười Phương Chư Phật Đức Thế Tôn ứng chứng cho con. Hôm qua tôi có đi chùa Thiền Tông Tân Diệu ở miền Long An. Đến nơi tôi thấy rõ ràng ngôi chùa yên tĩnh trong làng quê xa. Tâm tôi đã chợt nhận ra Thiền Tông Tân Diệu thật là pháp riêng. Không cúng không lại mà thiên, chỉ cần buông bỏ não phiền thế gian, tâm mình sẽ được bình an, niết bàn thanh tịnh sẽ dần hiện ra. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca nói ta thành Phật, chúng sanh sẽ thành. Đức Phật đã dạy rõ rành, tại ta không hiểu cứ cầu lại xin. Nhận ra tánh Phật nơi mình, tâm mình thanh tịnh, niết bàn hiện ra. Niết bàn có ở đâu xa,
ở trong tánh Phật của ta đây mà. Bao năm sống cõi ta bà, dụng công quán tưởng để gọi đảo điên. Nay tôi đã hết ưu phiền, nhờ có sách thiền của bạn đưa cho. Đọc sách tôi hết gầu lo, mà sao nước mắt cứ dài trên môi. Phật ơi, con đã ngộ rồi, pháp môn thiền học cứu đời của con. Những ý trong Phật vàng son, thấy nghe nói biết không còn trầm luân. Thấy trong thanh tịnh sáng chưng, nghe trong thanh tịnh vừa mừng vừa an. Biết trong thanh tịnh rõ ràng, biết mà không khởi là an muôn đời. Bây giờ con được thảnh thơi, nhờ chùa Tân Diệu Phổ Thiền Thích Ca. Nếu ai muốn được nhận ra, đến chùa Tân Diệu học qua pháp này, con xin cảm ơn Đức Thầy Nguyễn Nhân tác giả Phổ Thiền Vương Sa, giúp cho nhân loại nhận ra đường về Phật giới, nhà nhà an vui. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Động Hồng Thắm. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Trương Chí Thắng ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 73%. Xin mời Phật tử Trương Chí Thắng bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mười phương chư Phật. Con tên là Trương Chí Thắng, hiện ở số nhà 448/5, tỉnh phường Tân Tiến, đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay con có hai bài kệ 74 câu, kính xin trình lên Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ứng chứng cho con. Bài kệ thứ nhất: thiền học Phật dạy là sao, giác ngộ giải thoát là sao phải tường. Công thức giải thoát thông đường, càng khôn vũ trụ phải tường phải tri. Huyền ký của Phật dạy thì, dạy cho nhân loại cái chi luân hồi. Hôm nay Thầy đã viết ra 10 cuốn sách phổ ra nguồn thiền. Ai có duyên lớn ngộ liền, ngộ môn thiền học Phật truyền ngày xưa. Giải thoát thì phải thông đường, học thông công thức cho tường bản tâm. Ham muốn cũng vậy mà bằng, muốn thoát ra được tạo phương tiện lành. Phương tiện giúp thoát tử sanh, giúp người giác ngộ có phần của ta. Muốn thoát ra khỏi ta bà, tạo nhiều công đức mở đàn về quê. Ngày xưa Phật dạy chữ dừng, vì quá mới muội chưa dừng được thôi. Bây giờ con đã dừng rồi, luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con. Hôm nay con quyết lòng son, buông dừng thôi dứt để con về nhà. Tu thiền phải bỏ cái ta, Phật tánh hiển lộ mới ra luân hồi. Thanh tịnh rỗng lặng hằng tri, thấy nghe nói biết tánh mình mà thôi. Khi thấy chỉ vậy, khi thấy chỉ thấy vậy rồi, nếu chồng thêm thấy phải trôi luân hồi. Khi nghe chỉ nghe vậy thôi, cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra. Sống với Phật tánh an nhàn, đợi tâm thanh tịnh là đàn về quê. Đời con nay hết nặng nề, luân hồi nhiều kiếp chẳng hề với con. Nay con thời nguyện trong lòng, chưa về đến đích không hề dậy đi. Dù cho biển cạn đá mòn, giữ môn thiền học hằng còn thế gian. Cảm ơn Phật Tổ cùng Thầy phổ môn thiền học tại ngay đất rộng. Con hết bài thứ nhất. Và bài thứ hai 32 câu như sau: đời con đại phúc Phật ơi, nhận được nguồn thiền của Phật truyền trao. Nguyễn Nhân soạn giả đất rồng, công dày bác đã viết ra sách thiền. Phổ đi khắp chốn khắp miền, nhờ có phước lớn con liền nhận ra. Đó là huyền ký Thích Ca, 25 thế kỷ hiện đang trổ thiền. Ngày xưa Đức Phật truyền riêng, cũng nhờ các tổ pháp thiền đến đây. Hôm nay con đã biết dừng, con dừng tất cả hết chân luân hồi. Tu thiền phải bỏ cái tôi, ai thực hiện được là rời trầm luân. Tu thiền phải hiểu rõ ràng, công thức Phật dạy rõ ràng chớ quên. Thiền tông chỉ quyết phải bền, ham muốn mãnh liệt
được về quê xưa. Thiền Tông không ngại sớm trưa, không ngồi, không đứng, không ưa Niết Bàn. Tu thiền đừng sợ gian nan, đợi tâm thanh tịnh Niết Bàn hiện ra. Hôm nay quyết thoát Ta Bà, cũng nhờ hiền ký Thích Ca lưu truyền. Con xin nhất quyết lòng son, giữ môn thiền học hằng còn mai sau. Hai dòng nước lệ tuôn trào, vì quá sung sướng không sao nói lời. Cảm ơn Phật Tổ Ni Sư, cùng Thầy soạn giả Nguyễn Nhân sách thiền. Phổ môn thiền học truyền riêng, người người giác ngộ pháp thiền tịnh thanh. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Trương Chí Thắng, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Tra Tơ Thị Tốn ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Tra Tơ Thị Tốn bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con tên là Ca Tơ Thị Tốn, con có bài kệ 64 câu nói lên sự ngẫu thiền của con, xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho con. Từ bé con phải nguyện cầu, cha mẹ phải cúng để cầu cho con. Dân con làm chuyện dị đoan, mà nào đâu biết là công giả tràng. Thời gian con đã lớn khôn, tưởng rằng may mắn khi đi chùa làng. Cúng tụng cầu niệm đưa đàn, lại thêm chỗ mới cúng cầu bình an. Con nào đâu biết lầm đường, cầu xin ai đó lầm đường là lầm đường đi. Ngày tháng cứ thế mà đi, đi cầu đi niệm mịt nhòi tấm thân. Càng nghĩ con càng phân vân, đi chùa lễ lại khấn phân điều gì. Cúng tụng lạy lục sớm hôm, bình an chẳng thấy chỉ toàn vô minh. Cũng vì chỗ nghe con tìm, lướt trên trang mạng mong tìm đường ra. May thay con gặp được qua, người bạn ấy bảo duyên cho sách thiền. Nếu ai muốn được hiểu liền, sách này không bán chỉ tìm người cho. Cho riêng người có hữu duyên, vì sách tuyệt quý môn thiền Phật trao. Con nghe tưởng chừng chim bao, nghe thì có lạ nhưng sao mừng thầm. Hay là mình thử vận năm, biết đâu tìm được cái tâm luân hồi. Không ngờ khi đọc qua rồi, con nay biết việc, mới biết việc đời ngày xưa. Cúng tổng cầu sinh là thừa, những gì vật lý là lừa thế gian. Ai theo vật lý phải về, về theo hủy diệt không về quê xưa. Quê xưa chỉ một đường về, mà con không biết nên con đã lầm. Nay con biết được Thiền Tông, pháp thiền thanh tịnh đất trồng phổ ra. Chỉ cho người biết tánh ta, 16 thứ tánh phải xa luân hồi. Tánh Phật trước mặt đấy thôi, chỉ cần trực nhận tức thời bình an. Tánh người cứ muốn lang thang, thêm tham thêm tưởng bột ràng thân ta. Nhờ cuốn huyền ký phổ ra, sách cho con biết thoát ra luân hồi. Huyền ký chỉ rõ ra rồi, tam giới Phật giới luân hồi đi đâu, điện từ âm dương thế nào, giác ngộ giải thoát làm sao tận tường. Chỉ cần hiểu rõ chủ trương, giúp người hiểu biết pháp thanh tịnh thiền. Nay cuốn huyền ký phổ truyền, nói rõ công thức hoa tiêu dẫn đường. Học thuộc công thức cho tường, là rõ đường về không còn vãng sanh. Cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhân, nhờ Thầy phổ biến pháp môn tịnh thiền, giúp con hiểu được pháp thiền, cho con biết được tánh mình nơi ta. Nơi ta ở đây là nhà, trực nhận được rồi tự ta biết thôi. Con nay quyết không lôi thôi, quyết thu thanh tịnh để về quê xưa. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Tra Tơ Thị Tốn, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Đặng Thanh Tâm ở huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 75%. Xin mời Phật tử Đặng Thanh Tâm bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con là Phật tử Thiền Tông Đặng Thanh Tâm. Giờ này con xin kính trình Đức Thế Tôn bài kệ ngộ thiền 62 câu
kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Thiền tông không phải dùng công, cũng không giảng dài, nói rông nói dài. Giảng pháp là của mấy ngài, tu theo vật lý nói hoài không thôi. Giảng pháp chỉ nói truyền đời, ngờ đâu giảng nói những lời thế gian. Pháp thì lời Phật rõ ràng, nhưng đây lại giảng tưng bừng chuyển ma. Vậy mà cũng được ngợi ca, được danh, được lời, được ngồi thật cao, được phong hòa thượng không chào. Trong hàng tăng bảo chị mừng khỏi tu, 20 năm thật tối ngu, theo mấy ông dạy hết xu hết tiền. Hôm nay gặp được môn thiền, là thiền thanh tịnh để về nhà xưa. Từ nay sớm nắng chiều mưa, cùng quyết một lòng sống với thiền tông. Tu thiền chỉ học rõ thông tánh Phật ở chung tánh người. Tánh Phật thì thật là tươi, thấy nghe nói biết từ quang duy trì. Tánh người đáng trách chi chi, sống với tham tưởng gây bao phiền hà. Bởi thế nên mới xảy ra luân hồi muôn kiếp không thông qua sáu đường. Bởi tài trong tam giới luôn, âm dương điển từ xoay cuốn kéo đi. Thiền tông không phải dùng công, chỉ tu nhất tử về ngay niết bàn. Phật Thích Ca dạy rõ ràng, buông dừng thôi dứt niết bàn hiện ra. Thanh tịnh vật lý ấy mà, sống cùng tánh Phật ấy là gọi tu. Không cần mất sức công phu, chẳng cần cúng lạy mấy ông tượng đồng, chẳng cần ngồi thiền dùng công, không chuông, không mỏ, không còng lạy la. Khi xưa Đức Phật Thích Ca dạy ta thanh tịnh là ra luân hồi. Thiền tông khi biết rõ rồi, công thức cần học để còn về quê, công đức phải tạo để về, đưa về bến đó liền kề kiếm thân. Tất cả hai thứ rất cần, đã đủ. Hai thứ cần lòng muốn ham. Muốn ham không phải là tham, muốn ham mạnh liệt trở về quê xưa. Xưa nay các pháp tiểu thừa mà chưa người dạy như thầy Nguyện Nhân. May tôi phúc lớn bồi phần, cuối đời còn gặp thầy Nhân dạy thiền. Biết đúng rồi phải học nghiêm, không màng nghe dạy mấy ông tu mù. Giờ này vật lý bỏ tu, tu bòn phước vặt mà hao nhiều tiền. Tuổi già mà thật là phiền. Khí thì cũng lầy, khí liền chân đi. Không làm thì Phật không linh, làm thì khổ cực thân mình biết bao. Từ nay bỏ hết xin chào, khỏe thân tu học theo dòng thiền tông. Dạ, con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Đặng Thanh Tâm. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Lê Thị Hiền ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Lê Thị Hiền bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên Lê Thị Hiền. Con xin đọc bài kệ của con 52 câu. Xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ấn chứng cho con. Cuộc đời là bể trầm luân, ngày qua tháng lại cũng là trả vai. Sanh già bệnh chết chừa ai, luân hồi nhiều kiếp mà ai tận thượng. Hôm nay biết được pháp thiền thì con hết khổ triền miên nhiều đời. Hôm nay con đã ngộ rồi, nghe theo lời dạy của ngài Thích Ca Thiền Tông, con đã nhận ra không theo vọng tưởng lánh xa luân hồi. Giờ đây con quyết buông thôi, nghe theo lời Phật để về nhà xưa. Cảnh đời dù nắng hay mưa, để tâm thanh tịnh quê xưa của mình. Biết ơn thầy tổ tận tình vì đã dẫn lối chỉ đường con đi.
Ngày xưa con kiếm con tìm, sống trong vật lý cầu tìm nơi xa, đâu ngờ gặp Pháp Thích Ca, không tìm không kiếm Phật trong tâm mình. Từ nay con hết cầu sinh, sống với tánh Phật không còn lo âu. Hôm nay con đã hết sầu, buông dừng thôi dứt không còn trầm lưng. Nghe lời Phật dạy con dừng, thôi dừng vọng tưởng là dừng tử sanh. Mong cho nhiều người thực hành, đủ duyên giác ngộ pháp lành như con. Từ nay con quyết lòng son, con quyết một lòng theo Pháp Thiền Tông. Đến chùa Tân Diệu Đất Rồng, gặp được Pháp Thiền như nguyện của con. Nhờ ơn soạn giả sách vàng, soạn môn thiền học chỉ đàn con đi. Con đi về đến quê mình, đời con hết khổ thật là biết ơn. Thơ con đã viết thành lời, bao nhiêu dòng chữ lễ tôn hai hàng. Từ đây con cố gắng hơn, nhớ lời Phật dạy nên con buông dừng. Lòng con tuổi tuổi mừng mừng, tại vì nhiều kiếp chẳng dừng cứ luân. Mừng vì học được Pháp Thiền, để thâm thanh tịnh hết liền tử sanh. Con nay giác ngộ rõ ràng, nhờ ơn Đức Phật dạy trao nguồn thiền. Học thiền con chỉ lặng thinh, sống với tánh Phật chỉ mình biết thôi. Cảm ơn các tổ thiền tông, vì đã dẫn lối chỉ đường con đi. Lời Phật dạy con khắc ghi, thôi dứt vọng tưởng để về nhà xưa. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Lê Thị Hiền, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Lê Viết Dũng ở huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Lê Viết Dũng bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Mười Phương Chư Phật. Con là Phật tử Thiền Tông Lê Viết Dũng, sinh năm 1977 tại Thanh Hóa. Hiện cư ngụ tại ấp 1 xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Hôm nay con về đây để trình bày kệ 64 câu nói lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn cùng mười phương chư Phật ấn chứng cho con ạ. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin đọc ạ. Trước kia con mãi kiếm tìm, tìm sao cho được đạo màu Thích Ca. Tưởng rằng con đã tìm ra thiền viện thường chiếu dụng công tu thiền. Con theo suốt 6 năm liền mà con không biết Phật mình là chi. Lúc thì trì Chúa Đại Bi, lúc trì mật Chúa cho mình được an. Sám hối rồi lại vái van, xin cho con gặp thiện tri chỉ đường. Chớ gặp tà đạo ngoại sư, cùng hàng nhị phẩm chẳng vừa ý con. Một hôm vào mạng để xem, vào trang Facebook của người bạn con. Nghe qua con thấy kinh hoàng, lời nguyền lời rủa ma vương hồi nào. Rồi con lại tiếp tục vào để tìm, để kiếm nơi nào phổ ra. Lời nguyền của bọn quỷ ma không cho nhân loại thoát ra luân hồi. Đến đây con tìm được rồi, Long An Tân Diệu Phổ Thanh Tịnh Thiền. Lần vào quyển Trần Nhân Tông, dạy con giữ nước, dạy con thoát trần. Dạy dân tín ngưỡng muôn phần, tin sao cho đúng khỏi lầm quỷ ma. Nghe qua con đã thấy mừng, nghe thêm quyển 8 con bừng nhận ra. Phật ơi giải thoát đây rồi, mà sao con mãi loay hoay kiếm tìm. Ngày đêm sớm tối lang thang, đi tìm đi kiếm pháp màu để tu. Còn tưởng mình có công phu, tu mà như vậy là ngu còn gì. Hai dòng lệ con mãi tuôn, thì ra con khóc vì mừng Phật ơi. Con nay đã khóc thật rồi, khóc vì con biết pháp dừng tử sanh. Từ nay con hết đua tranh, luân hồi là vậy, đua tranh làm gì. Thiền tông bất khả tư nghì, không dính vật lý lấy chi luân hồi. Thực hiện như vậy được rồi, tạo thêm công đức là về nhà xưa. Nơi xưa chốn cũ an nhàn, ham chi tam giới muôn vàn khổ đau. Phật ơi con cảm ơn Ngài, vì Ngài đã phổ pháp rừng tuyệt sâu. Con nay chỉ có mấy câu, cúi đầu kính lại muôn vàn biết ơn. Biết ơn các vị tổ xưa đã dẫn pháp rừng về đất Long An. Biết ơn Đức Thảo Sư Bà phổ tiếp pháp rừng của Phật Thích Ca, để cho nhân loại hiểu ra dừng đi tất cả là xa luân hồi. Cảm ơn Thầy Chánh Huệ Phong dùng nhiều phương tiện
khơi thông pháp rừng. Biết ơn thầy Nguyễn Công Nhân dày công viết sách nhân loại biết rừng. Nay con nguyện phổ không ngừng, giúp nhiều người nhận pháp rừng như con. Nay con thề nguyện lòng son, quyết buông rừng dứt để về nhà xưa. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Lê Viết Dũng, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Hà Thị Sáu ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Hà Thị Sáu bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Hà Thị Sáu, sinh năm 1947 ở Hòa Thành, Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Con có bài kệ ngộ thiền, xin đọc lên cho. Xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho con. Bao năm con mãi kiếm tìm, tìm hoài tìm mãi mà không được gì. Qua sông vượt biển trèo đèo, núi cao chẳng ngại khoảng 15 năm. Mai ra gặp bạn đồng hành, dắt về Tân Diệu gặp thầy Nguyễn Nhân. Phật dạy cho con chữ dừng, dừng vì dừng tìm, dừng kiếm, dừng luôn luận bàn. Thiền Tông Phật dạy rõ ràng, không tìm, không kiếm, sờ sờ thấy nghe. Tánh nghe, tánh thấy là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Khi thấy, chỉ thấy chẳng thừa, thấy nghe thanh tịnh, thấy nghe của mình. Đời con nay hết gian nan, nhờ ơn Phật tổ chỉ đàn Thiền Tông. Lời Thầy chỉ dạy rất thông, con nay ngộ nhận Thiền Tông vui mừng. Cảm ơn Đức Phật dạy dừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Con nay nhất quyết lòng son, phổ môn thiền học đặng còn mai sau. Cảm ơn Đức Phật pháp màu, con lại ba lại muôn ngàn biết ơn, xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Hà Thị Sáu, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Trần Bảo Phong ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Trần Bảo Phong. Mời Phật tử Trần Bảo Phong bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Trần Bảo Phong, con ngụ ở quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin trình 36 câu kệ sự ngộ hiền của con, mong Đức Thế Tôn ứng chứng cho con. Ngày xưa sen nở Linh Sơn, ngày nay sen nở ở ngay đất lòng. Đất lòng ở tỉnh Long An, năm châu hội tụ về đây một nhà. Một nhà cùng học Thiền Thanh, Thiền Tông Tân Diệu, giúp cho nhiều người. Nguyễn Nhân là bậc tài ba, giải đáp thắc mắc ba miền nước ta. Thiền Thanh Phật dạy Ta Bà, chỉ ra Phật tánh từ quan điện từ. Âm dương 16 tánh ngu, chỉ thích cầu cúng, thích tu niệm cầu, niệm danh Phật A-di-đà. Cứ ngỡ giải thoát, ai dè chầm lưng, đi trong lục đạo luân hồi. Ở trong tam giới lanh quanh kiếm tìm huyền bí linh thiêng, nhiều đời tỷ kiếp mà chưa được về. Hôm nay thiền phổ vùng quê, Tân Diệu, Tân Mỹ, Đức Hòa, Long An. Quê xưa chỉ một đường về, quyết tạo công đức không hề thối lui. Ta Bà khổ lắm ai ơi, Thiền Tông chỉ lối, con về nhà xưa. Dù cho sớm nắng chiều mưa, chỉ cần dừng dứt không ưa niết bàn.
tự nhiên ánh sáng từ quang buông dừng thôi dứt an nhàn thảnh thơ. Ta bà chỉ khổ và sầu, ta bà chỉ khổ sầu đời, danh lợi vật chất cuốn ta dính vào. Con nghe mấy ông thầy tu, ngồi tu vật lý ngàn năm tu mù. Nay con biết được rõ ràng những lời Phật dạy ở rừng Sa La, khi Ngài sắp nhập Niết Bàn, những lời sau cuối cũng là thiền thanh. Con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử Trần Bảo Phong. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Lê Kim Tuyến ở huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 69%. Xin mời Phật tử Lê Kim Tuyến bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Lê Kim Tuyến, con xin đọc bài ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho con. Đọc qua 10 quyển Thiền Tông, con thấy trong lòng mát dịu Thầy ơi. Tâm con nay được thảnh thơi, nhờ chùa Tân Diệu Phổ Thiền Thích Ca. Bao năm sống cõi ta bà, vui buồn đau khổ xếp dần đời con. Bây giờ con đã không còn chạy theo cái tưởng để con ưu sầu. Thiền Tông chỉ dạy mấy câu, buông dừng thôi dứt còn đau lưng hồi. Giờ đây con đã ngộ rồi, nhận duyên ngọc quý bao đời con quên. Tánh người chấp chặt chồng lên, qua nhiều tỷ kiếp nên quên về nhà. Nhờ thiền con chợt nhận ra, thấy nghe nói biết con xa luân hồi. Thầy ơi con đã ngộ rồi, thấy trong thanh tịnh muôn đời an vui. Biết trong thanh tịnh thảnh thơi, biết mà không khởi luân hồi bỏ con. Giờ đây con quyết lòng son, tu theo thiền học không còn trầm luân. Mô Phật, con xin hết. Xin cảm ơn Phật tử. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Vân ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 73%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Vân bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, tên con Nguyễn Thị Vân, có 64 câu kệ chứng lên sự ngộ thiền của con. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Quý thay diệu pháp thậm thâm, lay con duyên lớn nhận ra pháp màu. Bao năm con khẩn lạy cầu, ở đâu lễ lớn con hầu con theo. Đó đây tìm kiếm khắp miền, tại con không biết lấy dây buộc mình. Nghĩ rằng phải có huyền linh, cho con hết khổ hết buồn mới an. Nhưng nay con nhận rõ ràng, quy luật vật lý không ai chen vào. Ở trong vật lý đua tranh, giành phần thua thắng mệt hoai tấm thân. Bởi vậy hôm nay con dừng, vui buồn sướng khổ không ràng buộc con. Buông đi những chuyện thế gian, chỉ cần thanh tịnh thấy đàng về quê. Quê xưa chỉ một đường về, tại con ham muốn luân hồi phải đi. Lay con nhận rõ lời Ngài, thôi dừng buông dứt đất liền tử sanh. Ở trong trần thế loanh quanh, ham mê vật chất tử sanh kéo mình. Con lay chỉ biết lặng thinh, tự mình cảm nhận con rơi lệ dòng. Mà lòng chỉ nguyện chỉ mong, phổ môn thiền học khắp trong cõi trần. Những ai duyên lớn xa gần, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Cõi tạm là cõi ta bà, chỉ làm chỗ dựa để mà về quê. Quyết tâm chí hướng tu thiền, là thiền nhất tự là liền về quê. Nguyện cho chánh pháp trường tồn, mọi người nhận được pháp môn thiền này. Vui sao thiền học thật hay, chúng con duyên lớn kiếp lầy hết luân. Cảm ơn tất cả xa gần, vị thầy chỉ dạy ân cần sớm trưa. Chánh pháp hiện rõ Phật thừa,
hễ ai nhận được lòng mừng lệ tuôn. Chúng con ước nguyện luôn luôn phổ môn thiền học hằng còn mai sau, cho người phước lớn duyên đầy, ngộ được chân tánh biết ngay đường về, cùng nhau hội tụ về quê, quê hương chân thật muôn đời an vui. Mười phương chư Phật đang chờ, mong sao nhân loại biết đường về quê, nơi đây không có khen chê, mà thấy chỉ thấy biết vậy mà thôi. Trong sáng trùm khắp muôn nơi, tự nhiên thanh tịnh là đây lết bàn. Lệ con sao mãi tuôn tràn, đời con đã hết gian lan khổ sầu. Lòng con chỉ nhớ có câu, tâm tánh thanh tịnh là đây cội nguồn. Giờ con hết khổ hết buồn, mà thấy nhẹ nhõm, thấy an trong lòng. Rồi con về đến đất rồng, lòng mừng đảnh lễ tổ rồng Như Lai. Quê hương có một không hai, chư Phật luôn dạy cho ai biết dừng. Dừng theo vật lý mới an, khi thấy chỉ thấy lết bàn hiện ra. Con xin hết ạ, chứng xin Đức Thế Tôn đến chứng cho con. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Vân, mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị thứ 18 là Phật tử Thiền Tông Cao Thị Thu Hương ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 80%. Xin mời Phật tử Cao Thị Thu Hương bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô mười phương chư Phật. Con tên Cao Thị Thu Hương, sinh năm 1980. Hôm nay con có 82 câu kệ ngộ thiền. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh cho con. Trần thế là chỗ buộc ràng, cứ cuốn, cứ hút, chẳng còn biết chi. Bao kiếp con vẫn cứ đi, càng dính, càng xoay chuyển hoài. Nhiều khi con chán cảnh đời, ngồi buồn tự hỏi khi nào thoát ra. Đọc kinh Phật dạy Pháp A, miệng cứ lẩm bẩm danh Ngài rất thiên. Nhưng sao vẫn khổ triền miên, đọc kinh lại Phật chẳng thiên chút nào. Lòng con vẫn thấy nôn nao, lên mạng gặp clip Pháp Thiền tuyệt hay. Rằng xưa ta ở trên đây, chỉ cần ngồi thiền năng lượng hút vô, quên đi tất cả buồn lo. Nhưng sao khi xả vẫn lo, vẫn buồn. Ngồi buồn lên mạng tìm thêm, lại gặp sách thiền vô hữu rất hay. Liền mua sách về đọc ngay, sách dạy khoa học lại phân tích nhiều. Hỏi thăm đăng ký học liền, vì nghe giác ngộ nên lòng rất ham. Ngày đêm đọc sách ngồi thiền, mà sao giải thoát không ai chỉ mình. Hỏi thầy bảo con trẻ nhi, chờ khi học hết 12 lớp thiền, tức 36 tháng liền, thì tự khắc biết hỏi chi giờ này. Con nghe chẳng thấy lòng an, chẳng lẽ uổng phí thời gian chốn này. Tức khí bỏ học bỏ thiền, lên mạng tìm thấy thiền thông đất rồng. Duy nghe sách trắng thiền tông, ôi nghe 8 tỷ mà con rụng rời. Nào lên chót vót trên trời, nào xuống địa ngục tỷ đời chưa ra. Phật ôi con đã ngộ ra, rằng đây là chỗ buộc ràng thân con. Thằng ôi bao kiếp con người, chuyện xoay xoay chuyển vẫn hoài nơi đây. Làm sao tìm cách thoát ra, thiền tông chỉ cách tạo công đức nhiều. Con mừng hơn bắt được vàng, đêm con không ngủ đọc nghe sách thiền. Sách thiền còn quý hơn tiên, nghe được nhiều vị ngộ thiền con ham. Làm sao con được giống người, tạo được công đức để về nhà xưa. Nghe được giải đáp trên đài, muốn tạo công đức chỉ cần hiểu thông sự thật nơi trái đất này, rồi đem giúp người giác ngộ lý chân. Giúp người phải thật sáng trong, đừng ham tạo nhiều mà dính mắc thêm. Thiền tông như cục nam châm, là thứ con kiếm con tìm lâu nay. Ngày ngày lên mạng nghe thầy giảng giải sự thật ở nơi Ta Bà, lòng luôn tìm cách thoát ra, về nơi chốn cũ quê xưa của mình. Trần thế con chán ngán rồi, con quyết một lòng tu tập thiền tông. Đường về con đã rõ thông, qua ba thử thách là con về nhà. Công đức lộ phí đường xa,
về đến quê cũ biến thành pháp thân, kim thân Phật sáng ánh vàng, là nhờ công đức mang về nhà xưa. Công đức là chất vàng ròng, không hề lẫn với chuyện đời thế gian. Vì vậy thế gian không màng, ai có công đức phải nhờ thần bôi, bôi đi để sống ở đời, tạo thêm công đức về nơi an nhàn. Công đức hơn bạc hơn vàng, giúp hiển lộ tánh, giúp con về nhà. Tánh Phật con đã ngộ ra, thấy nghe nói biết chẳng chi không tường, đường về con đã rõ thông. Cảm ơn Đức Phật giúp con biết thiền, thiền thanh là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt hết liền tự sanh. Con xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Cao Thị Thu Hương. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Vị tiếp theo là Phật tử Thiền Tông Nguyễn Thị Úc Dứt ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 71%. Xin mời Phật tử Nguyễn Thị Úc Dứt bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Con là Phật tử Nguyễn Thị Úc Dứt, con có bài kệ 28 câu, kính xin lên Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật. Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật ứng chứng cho con. Bình thường con kiếm con tìm, tìm ra Phật tánh để đời sống vui. Càng tìm càng kiếm càng mê, mê trong vật lý, mê trong luân hồi. Bao năm con đã chơi vơi, đua tranh tìm kiếm luân hồi tự sanh. Cái tôi là cái đua tranh, mà sao cứ mãi cái tôi khổ sầu. Con người sống mãi trầm luân, cũng vì cái tưởng và tham muôn phần. Hôm nay con đã ngộ ra Phật tánh của con muôn đời. Tánh Phật có ở đâu xa, ở trong cái thấy không theo của mình. Hôm nay con đã vui thay, vui vì sanh tử xa lìa với con. Thiền tông là nhất tự thiền, buông dừng thôi dứt hết liền tự sanh. Lòng con xin mãi khắc lòng, ơn nhờ các tổ dòng thiền Thích Ca. Cùng thầy diện chủ thầy ta, chỉ ra Phật tánh tránh xa luân hồi. Vì con, thầy đã sớm trưa, triệt phá mê tín mà con tin lầm. Nay con đã hiểu ngọn ngành, đường về Phật giới quê xưa của mình. Phật giới có ở đâu xa, ở trong công thức mà ta thực hành. Kính xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Nguyễn Thị Úc Dứt. Mời Phật tử trở về vị trí của mình. Và vị cuối cùng là Phật tử Thiền Tông Võ Thanh Triều ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Phần trả lời 26 câu hỏi, Phật tử đã đạt 75%. Xin mời Phật tử Võ Thanh Triều bước lên trước micro, tự đọc bài thơ kệ của mình và xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho. Mời Phật tử. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Phật tử Võ Thanh Triều ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con có 44 câu kệ ngộ thiền của con, xin Đức Thế Tôn ứng chứng cho con. Ngày xưa Phật dạy bỏ ta, ngày nay thầy dạy chấp ta phải lìa. Thiền tâm kỳ diệu cao siêu, chỉ cần thanh tịnh đưa ta về nhà. Thiền tâm nhất tự đó là buông dừng thôi dứt đứt dây luân hồi. Quê xưa chốn cũ về thôi, không còn sanh tử không còn trầm luân. Quyền ký đã mở sáng trưng, duyên ai nhận được lòng mừng vui tươi. Tánh Phật sẵn ở trong người, không cần tìm kiếm dụng công ngồi thiền. Tánh Phật sáu thứ nhận liền, ý nghe nói biết thấy quang điện từ. Tánh Phật là tánh chân như, muốn tạo công đức mới vào nơi đây. Vào thân tứ đại bị quay, tánh người 16 cái ta nghiệp dày. Tọa tưởng hành thức sắc tài, thực danh ác kiến tham nghi mạng thùy. Âm dương cuốn hút sân si, phát ra chấp ngã kéo đi luân hồi. Đi trong tam giới lăn trôi, trở vào tứ đại tạo nhiều nghiệp ôi. Hôm nay con hiểu ra rồi, con thôi một chữ luân hồi dừng ngay. Con xin cảm ơn Phật Ngài, Thiền Tông giải thoát ơn này con mang.
tạo ra công đức trăm ngàn, ý con kiên quyết thẳng ngay quê nhà. Lời Thầy đã chỉ rõ ra, pháp trần công thức khắc mang ghi lòng, hoa tiêu Phật dẫn sáng trong, về nơi Phật giới định xong ngôi nhà. Ngôi nhà thanh tịnh pháp thân, từ trong nhãi kim thân Phật thành. Cảm ơn Thầy Tổ Thiền Tông, Sư Bà Đức Thảo khổ công nhọc lòng. Cảm ơn Thầy Chánh Huệ Phong, cảm ơn Thầy Nguyễn Công Nhân nói dòng. 11. Quyển sách Thiền Tông giúp cho nhân loại thoát gồng vô minh. Chúng con tạc giả nghiêng mình, giữ môn thiền học truyền đi thường hằng. Xin hết ạ. Xin cảm ơn Phật tử Võ Thanh Triều, xin mời Phật tử trở về vị trí của mình. Tiếp theo là phần đọc bài kệ truyền thiền chung cho các vị tân Phật gia. Xin mời tất cả các vị tân Phật gia ngày hôm nay chúng ta đồng quỳ gối lên trước chánh điện để nghe bài kệ truyền thiền. Xin mời thiền gia Ngọc Lâm đọc bài kệ truyền thiền này. Xin mời thiền gia. Kính bạch Đức Thế Tôn, tiếp theo chúng con xin đọc bài kệ truyền bí mật Thiền Tông cho 21 Phật tử Thiền Tông. 1. Nguyễn Văn Trữ ở thành phố Đà Nẵng. 2. Phạm Thị Kim Thanh, thành phố Hồ Chí Minh. 3. Đặng Đại Thành, thành phố Hồ Chí Minh. 4. Lê Văn Thư, tỉnh Đồng Nai. 5. Nguyễn Thị Hòa, tỉnh Đồng Nai. 6. Phạm Trường Thọ, tỉnh Đồng Tháp. 7. Trần Văn Vinh, tỉnh Bến Tre. 8. Đặng Hồng Thấm, tỉnh Kiên Giang. 9. Trương Chí Thắng, tỉnh Đồng Nai. 10. Tra Tơ Thị Tốn, tỉnh Ninh Thuận. 11. Đặng Thanh Tâm, tỉnh Bình Dương. 12. Lê Thị Hiền, tỉnh Long An. 13. Lê Viết Dũng, tỉnh Đồng Nai. 14. Hà Thị Sáu, tỉnh Đồng Tháp. 15. Trần Bảo Phong, thành phố Hồ Chí Minh. 16. Lê Kim Tuyến, tỉnh Kiên Giang. 17. Nguyễn Thị Vân, tỉnh Hưng Yên. 18. Cao Thị Thu Hương, thành phố Hồ Chí Minh. 19. Vũ Thị Du, thành phố Hồ Chí Minh. 20. Nguyễn Thị Út Dứt, thành phố Hồ Chí Minh. Và 21. Võ Thanh Triều, thành phố Hồ Chí Minh. Để các vị trở thành là 21 Phật gia Thiền Tông, kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con đọc bài kệ truyền bí mật Thiền Tông cho các Phật tử Thiền Tông nói trên. Ngày xưa sen nở Linh Sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Truyền qua nhiều nước gian nan, đi qua khắp chốn hiện an nơi này. Chúng con nghe dạy của Thầy, tìm nhiều phương cách thiền đấy lưu truyền. Hôm nay các vị có duyên, chúng con truyền thiền cấp giấy cho 21 vị. 21 vị biết được không mong, cứ để Phật tánh của mình làm thôi. Chúng con như vậy phải rồi, không xen vào lời tánh Phật của ta. Tất cả những vị ngộ ra, chính tâm thanh tịnh Thích Ca lưu truyền. Hôm nay 21 vị có đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy Thầy ta, hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay trước đấng tối linh, chánh thức truyền thiền cấp giấy cho 21 vị. Các vị nên giữ lấy trong lòng, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, chỉ cần thanh tịnh không ưa niết bàn, 21 vị nên cố gắng bình an, nhìn thấy Phật giới, chính đây quê mình. Ngày xưa Đức Phật dạy dừng, 21 vị không biết, không theo lời Ngài. Vì vậy đi khắp trần ai, Thiền Tông Tân Diệu hôm nay mới dừng. Tất cả chúng tôi rất mừng, vì đã chứng nhận 21 vị nay ngộ thiền. Thêm người hết đảo hết điên, chánh thức truyền thiền chứng nhận cho 21 vị. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thiền gia Ngọc Lâm. Tiếp theo sẽ là phần trao bản gỗ bí mật Thiền Tông cho các vị tân Phật gia. Xin mời các vị an tọa.
Đầu tiên, xin mời bốn vị Nguyễn Văn Trữ, Phạm Thị Kim Thanh, Đặng Đại Thành và Lê Văn Thư bước ra giữa chánh điện để nhận bản gỗ. Xin mời bốn thiền gia Anh Tuấn, thiền gia Ngọc Lâm, thiền gia Hồng Phượng và thiền gia Hoàng Hiệp ra trước chánh điện để trao bản gỗ bí mật thiền thông cho các vị tân Phật gia và chụp hình lưu niệm. Xin mời bốn vị tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo xin mời bốn tân Phật gia Nguyễn Thị Hòa, Phạm Trường Thọ, Trần Văn Vinh và Đặng Hồng Thắm bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn, xin mời bốn vị thiền gia và bốn tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo, xin mời bốn thiền gia Thị Dung, thiền gia Cơ Duy, thiền gia Ngọc Giàu và thiền gia Văn Thoảng bước ra giữa chánh điện để trao bản gỗ cho các vị tân Phật gia. Xin mời bốn tân Phật gia Trương Chí Thắng, Tra Tơ Thị Tốn, Đặng Thanh Tâm và Lê Thị Hiền bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn và xin mời bốn tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo xin mời bốn tân Phật gia Lê Viết Dũng, Hà Thị Sáo, Trần Bảo Phong và Lê Kim Tuyến bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm. Xin cảm ơn, xin mời các thiền gia và các tân Phật gia trở về chỗ cũ. Tiếp theo, xin mời bốn thiền gia Tôn Long, thiền gia Trung Nghĩa, thiền gia Văn Tùng và thiền gia Văn Nhàn bước ra giữa chánh điện để trao bản gỗ cho các vị tân Phật gia. Xin mời bốn vị tân Phật gia Nguyễn Thị Vân, Cao Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Úc Dứt và Võ Thanh Triều bước lên giữa chánh điện để nhận bản gỗ bí mật thiền tông và chụp hình lưu niệm.
xin cảm ơn các Phật gia và thiền gia. Xin mời tất cả mọi người trở về chỗ cũ. Và kể từ giờ phút này, 21 vị Phật tử Thiền Tông: 1. Nguyễn Văn Trự ở thành phố Đà Nẵng; 2. Phạm Thị Kim Thanh ở thành phố Hồ Chí Minh; 3. Đặng Đại Thành ở thành phố Hồ Chí Minh; 4. Lê Văn Thư ở tỉnh Đồng Nai; 5. Nguyễn Thị Hòa ở tỉnh Đồng Nai; 6. Phạm Trường Thọ ở tỉnh Đồng Tháp; 7. Trần Văn Vinh ở tỉnh Bến Tre; 8. Đặng Hồng Thấm ở tỉnh Kiên Giang; 9. Trương Chí Thắng ở tỉnh Đồng Nai; 10. Tra Tơ Thị Tốn ở tỉnh Ninh Thuận; 11. Đặng Thanh Tâm ở tỉnh Bình Dương; 12. Lê Thị Hiền ở tỉnh Long An; 13. Lê Viết Dũng ở tỉnh Đồng Nai; 14. Hà Thị Sáo ở tỉnh Đồng Tháp; 15. Trần Bảo Phong ở thành phố Hồ Chí Minh; 16. Lê Kim Tuyến ở tỉnh Kiên Giang; 17. Nguyễn Thị Vân ở tỉnh Hưng Yên; 18. Cao Thị Thu Hương ở thành phố Hồ Chí Minh; 19. Vũ Thị Du ở thành phố Hồ Chí Minh; 20. Nguyễn Thị Út Dứt ở thành phố Hồ Chí Minh; và 21. Võ Thanh Triều ở thành phố Hồ Chí Minh chính thức trở thành là 21 Phật gia Thiền Thông. Xin chúc mừng các vị. Kính trình Đức Thế Tôn, phần lễ truyền bí mật Thiền Tông cho 21 vị Phật tử Thiền Tông để trở thành là những vị Phật gia Thiền Tông chúng con đã thực hiện xong. Tiếp theo sẽ là phần đọc lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị đã đạt được bí mật Thiền Tông ngày hôm nay. Phần này sẽ do hai thiền gia Văn Tùng và thiền gia Văn Nhàn thực hiện. Xin mời hai thiền gia đến trước micro đọc lời dặn dò của Đức Thế Tôn dành cho các vị tân Phật gia Thiền Tông ngày hôm nay. Lời dặn dò dành cho người đạt bí mật Thiền Tông. Phần thứ nhất, Đức Thế Tôn dạy về danh hiệu người tu theo đạo Phật. Pháp môn Thiền Tông được gọi 4 danh gọi như sau. Thứ nhất, người giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông được gọi là Phật tử Thiền Tông và kèm theo tên thật của họ. Thứ hai, người đạt được bí mật Thiền Tông được gọi là Phật gia Thiền Tông và kèm theo tên thật của họ. Thứ ba, vị được phong là Thiền Tông gia, gọi tắt là Thiền gia, chỉ nêu chữ lót và tên, còn vị nào không có chữ lót thì phải để họ và tên. Thứ tư, vị được phong là Thiền Tông sư, gọi tắt là Thiền sư, đặt danh hiệu cho họ. Phần thứ hai, Đức Thế Tôn dạy, người sống trên trái đất này bắt buộc phải sống theo quy luật nhân quả luân hồi,
và sức hút điện từ âm dương nơi trái đất này, không người nào thoát ra ngoài quy luật này được và phải hiểu như sau. Một, sở dĩ xác thân con người có là do tánh Phật ham muốn có một kim thân Phật lớn, nên vào dòng tộc con người mượn thân và tánh con người tạo công đức để mang trở về Phật giới, định hình ra ngôi nhà pháp thân thanh tịnh và một kim thân Phật. Hai, mỗi một xác thân con người phải luân hồi nơi trái đất và tam giới này ít nhất là 50 tỷ năm mới có cơ may trở về Phật giới được. Vì sao bị luân hồi lâu như vậy? Như Lai phân tích, tánh Phật thì muốn mượn thân người để tạo công đức trở về Phật giới. Thân người thì có tánh người, tánh người thì muốn tánh Phật ở mãi trong thân người nên mới lâu như vậy. Để chi vậy? Để đi luân hồi các nơi. Vì sao tánh người giữ tánh Phật được lâu? Vì trong mọi tánh người có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. Mà tánh con người có hai cái đặc biệt, một là tưởng, hai là tham. Hai thứ này là cốt lõi để dẫn tánh Phật đi luân hồi mãi nơi trái đất cũng như trong tam giới này. Như Lai dạy, người sống trên trái đất này phải sống bằng trí tuệ sáng suốt của mình. Ai nói gì cũng phải suy xét cho thật kỹ, xem coi có đúng hay không. Nếu đúng thì hãy tin, còn không đúng thì đừng có tin. Còn chưa hiểu rõ mà tin thì người này mê muội vậy. Như Lai cũng dạy, nơi thế giới này có 6 đường đi luân hồi do cái tưởng, suy nghĩ và hành động của con người tạo ra. Đường đi số 1, mình suy nghĩ làm phước thiện, cầu mong đến cõi trời thanh tịnh sinh sống. Cái suy nghĩ và hành động của mình tự mình tạo ra làn sóng nghiệp điện từ âm dương, ngang bằng với một trong 11 hành tinh ở cõi trời vô sắc. Nên khi hết duyên sống nơi thế giới này, chung ấm thân của mình tự động đưa mình vào một trong 11 hành tinh cõi trời vô sắc sinh sống. Đường đi số 2, mình suy nghĩ làm phước thiện, cầu mong đến cõi trời hữu sắc sinh sống. Cái suy nghĩ và hành động của mình tự mình tạo ra làn sóng nghiệp điện từ âm dương, ngang bằng với cõi trời hữu sắc. Nên khi hết duyên sống nơi thế giới này, chung ấm thân của mình tự động đưa mình vào cõi trời hữu sắc sinh sống. Đường đi số 3, suy nghĩ làm phước thiện dương, cầu mong đến nước tịnh độ của Đức Phật A-di-đà sinh sống. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, chung ấm thân của mình tự động mang mình đến nước tịnh độ của Đức Phật A-di-đà sinh sống. Đường số 4A, suy nghĩ làm nghiệp phước thiện dương, cầu mong đến cõi trời tứ thiên vương sinh sống. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, chung ấm thân của mình tự động mang mình đến cõi trời tứ thiên vương sinh sống. Cõi trời tứ thiên vương này chuyên điều hành các hành tinh trong tam giới. Đường số 4B, suy nghĩ làm phước thiện dương, cầu mong đến cõi trời Ngọc Hoàng sinh sống. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, chung ấm thân mình tự động mang mình đến cõi trời Ngọc Hoàng sinh sống. Cõi trời Ngọc Hoàng này sống trong khuôn phép và lễ nghi rất chuẩn mực nhất trong tam giới này. Đường số 4C, suy nghĩ làm nghiệp phước thiện, cầu mong đến cõi trời dục giới sinh sống. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, chung ấm thân của mình tự động mang mình đến cõi trời dục giới sinh sống. Khi hết nghiệp phước thiện dương, chung ấm thân của mình tự động đưa mình trở lại dòng tộc, làm người tiếp, tạo nghiệp khác, đi luân hồi nữa. Đường đi số 5 chia ra làm hai nhánh. Nhánh 1, hưởng nghiệp phước âm làm thần, tạo nghiệp phước thiện âm thật nhiều, lúc nào cũng đứng đầu chỉ huy người khác. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, được nghiệp phước đức âm kéo mình làm loài vào loài thần sinh sống. Nhánh 2, hưởng nghiệp phước âm làm người giàu sang. 1, được người khác kính nể. 2, có nhà
cửa ruộng vườn nhiều. 3. Tiền vàng nhiều vô số. Đường số 6, làm lồi ngạ quỷ chia ra làm hai nơi. Nơi 1, ở trong dòng tộc làm hương hồn, ăn thức ăn do dòng tộc nấu nướng bốc mùi ra. Được dòng tộc phân bổ làm vợ chồng, con cháu với nhau, theo nhân quả do mình đã tạo ra. Nơi 2, làm lồi cô hồn. 1. Sống ngoài dòng tộc. 2. Sống tự do. 3. Không theo nhân quả. 4. Tự lo thức ăn hoặc giành giật thức ăn của người cúng. 5. Muốn nói hay làm gì tùy ý, miễn làm sao có người tin và cúng cho mình ăn là được. 6. Ở thế giới cô hồn này, nhân quả nơi trái đất này không làm gì được với thế giới cô hồn. Nhánh 3. Làm lồi sóc sanh. Để trả nghiệp sát do mình tạo ra, để làm thức ăn cho các loài khác. Nhánh 4. Làm lồi địa ngục, để trả nghiệp do mình gây trọng tội. Nhánh 5. Làm lồi thực vật. Nhánh số 5 này căn bản có hai điều quan trọng như sau. 1. Không biết giác ngộ giải thoát là gì mà đi giảng cho người khác nghe. 2. Bịa ra những chuyện linh thuyên huyền bí. Sau khi chết, bị làm hoa nấm để trả nhân quả, làm thức ăn cho các loài khác. Trên đây là 6 đường căn bản luân hồi. Bất cứ ai đã sống trên trái đất này đều phải sống theo quy luật nhân quả của thế giới vật lý âm dương này, không cách nào thoát ra được. Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị một điều. Đây là phần tuyệt mật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, từ khi lập đạo đến nay chưa một lần nói ra. Người chính thức nói ra phần tuyệt mật này là Long Nữ ở tại đất Rồng, của nước Rồng, mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Như Lai có đề cập đến. Hôm nay các Phật gia Thiền Tông nghe được phần tuyệt mật này không nói lại cho ai biết. Vì sao? Vì người sống nơi trái đất nhân quả này: 1. Ham mê vật chất. 2. Người ham chứng đắc ở trái đất này. 3. Hoặc người có kiến chấp quá mạnh. Không ai chịu nổi phần tuyệt mật này. Do đó quý vị không đem phần tuyệt mật này nói cho những người nói trên biết là vậy. Những Phật gia có mặt hôm nay là những người có được may mắn nhất, nên được nghe lời tuyệt mật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho hậu thế. Mà suốt trong 3 thời kỳ Thượng, Trung và Màn Pháp, chưa có nơi nào dạy con đường trở về Phật giới. Sau nhiều tỷ năm quý vị lăn lộn nơi trái đất cũng như tam giới này, vậy quý vị hãy lắng nghe cho thật rõ con đường trở về Phật giới. 1. Khi thân tứ đại của quý vị gọi là sắc thân. 2. Sắc thân này tồn tại được là nhờ điện từ âm dương cuốn hút và luân chuyển, nên thân tứ đại này mới hoạt động được. 3. Điện từ âm dương này chính là vỏ bọc tánh người của quý vị đó. 4. Khi vỏ bọc tánh người của quý vị không còn bao bọc sắc thân của quý vị nữa, vỏ bọc tánh người này co lại thành là trung ấm thân, để chuyên chở những gì mà tánh Phật mượn thân và tánh người tạo ra. 5. Quý vị hôm nay được truyền bí mật Thiền Tông, đồng nghĩa kể từ hôm nay quý vị chỉ tạo công đức, còn nghiệp phước và ác đức không tạo nữa. Để đường về Phật giới được sáng trưng, không còn thế lực nào ngăn cản được. Quý vị phải biết, quy luật nhân quả luân hồi ở trái đất và tam giới này chỉ có âm và dương. 1. Âm thì ở nơi trái đất này tùy theo âm nhiều hay âm ít. 2. Dương thì ở nơi các cõi trời hay nước cực lạc. Công đức là loại không âm không dương, tức nó không ở trái đất hay tam giới này được, bắt buộc phải thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất và tam giới này để ra thế giới khác. Thế giới khác chứa công đức là ở đâu? Là ở Phật giới đó. Vì vậy, khi quý vị tạo công đức được thật nhiều rồi, thì được tự do rời trái đất nhân quả luân hồi này để trở về Phật giới. Lý do gì được tự do? Quý vị nên biết, khi tánh Phật của quý vị vào thế giới loài người, mượn thân và tánh người tạo công đức, phải có sự đồng ý của vị trưởng dòng tộc.
trưởng dòng tộc mới đề cử một vị thần thừa hành theo kiểm soát suy nghĩ và việc làm của tánh Phật mượn thân và tánh người. Trưởng dòng tộc có quy định như sau: tánh Phật nào mượn thân và tánh người tạo được công đức nhiều, muốn mang công đức trở về Phật giới thì được tự do trở về mà không cần từ giả trưởng dòng tộc. Vì sao trưởng dòng tộc có quy định? Vì tánh Phật nào mượn thân và tánh người tạo được nhiều công đức rồi thì vị trưởng dòng tộc không dám nhìn công đức nên mới có quy định như vậy. Cũng vì nguyên lý này mà vị thần thừa hành cho tánh Phật được tự do trở về Phật giới là vậy. Đường về Phật giới công đức vô lượng. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức thật nhiều thì trong vòng 5 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn màu vàng sáng ánh rất trong. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Liền có một hoa tiêu bằng điện từ dương do vị Phật tạo ra để dẫn chung ấm thân quý vị trở về Phật giới. Từ lúc này, quý vị cứ theo hoa tiêu này ra ngoài sức hút của điện từ âm của trái đất. Vị Phật sẽ dẫn quý vị đến trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương để trở về Phật giới. Khi quý vị vào được trung tâm vận hành luân hồi đầu hải triều dương rồi, chung ấm thân chở tánh Phật và khối công đức của quý vị vào đây. Chung ấm thân cấu tạo bằng điện từ âm dương tự tan rã trở về với bản chất điện từ âm dương của nó. Phật nhãn và tánh nghe, tánh nói và tánh biết của quý vị trở về bản gốc xưa gọi là tánh Phật. Liền khi đó, điện từ dương của trung tâm vận hành luân hồi đầu dương đẩy tánh Phật và khối công đức trở về Phật giới. Khi khối công đức của quý vị vừa vào Phật giới, điện từ quang trong Phật giới chiếu vào khối công đức này, liền định hình ra một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, một kim thân Phật được sinh ra. Tánh Phật của quý vị liền ẩn vào kim thân Phật này, là quý vị đã trở thành là vị toàn năng toàn giác, mà người ở trái đất này gọi là thành Phật. Đường về Phật giới, công đức và phước đức bằng nhau. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức và phước đức bằng nhau thì trong vòng 30 phút sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy mình đang ở trong bầu tròn nửa trắng nửa vàng, thấy có vị thần đứng kề bên nắm lấy chung ấm thân của quý vị. Vị thần ấy liền hỏi: muốn đi hưởng phước dương hay muốn trở về Phật giới? Nếu muốn trở về Phật giới thì nói với vị thần này là tôi muốn trở về Phật giới, nhưng phải nói quả quyết và dứt khoát thì vị thần thả quý vị ra để trở về Phật giới. Tuy vị thần thả quý vị ra, muốn chắc ăn quý vị nên thử 3 lần như sau. Quý vị vừa rơi ra khỏi trái đất thì có hoa tiêu xuất hiện liền, quý vị thử 3 lần. Quý vị có ý niệm dừng lại, hoa tiêu dừng lại, đây đúng là hoa tiêu của một vị Phật. Còn nếu hoa tiêu của vị Thánh, quý vị dừng, nhưng Thánh không biết, cứ dẫn đi, đây là hoa tiêu giả. Quý vị nên thử 3 lần như vậy. Còn quý vị cũng vừa rơi ra trái đất, hoa tiêu cũng xuất hiện, nhưng trong hoa tiêu này, có bất cứ màu gì trong đó, đều là hoa tiêu giả do vị cô hồn tạo ra. Tuyệt đối không để ý đến. Một thời gian hoa tiêu tự biến mất. Khi nào thấy hoa tiêu thật sáng là của vị Phật tạo ra. Ngoài bầu tròn không thấy bóng của vị thần và dòng tộc là quý vị đã được tự do rồi đó. Đường về Phật giới công đức ít, nhưng thấy được hoa tiêu và phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều. Khi quý vị tắt thở là đi vào giấc ngủ ngàn năm. Quý vị có công đức ít mà thấy được hoa tiêu này, phước đức nhiều, ác đức cũng nhiều, thì trong vòng 8 giờ sẽ thức dậy. Khi thức dậy thấy, vị thần và các vị thánh đứng kế bên, dòng tộc đứng bao xung quanh, vị thần nắm cứng quý vị lại. Một, không cho quý vị trở về Phật giới. Hai, ở lại trái đất này đi hưởng nghiệp phước đức dương
hay trả nhân quả nơi trái đất này. Thời điểm này, bất ngờ quý vị hô to lên một tiếng bu. Tức khắc vị thần buông chung ấm thân của quý vị ra, là quý vị được rơi ra trái đất. Hoa tiêu liền xuất hiện, quý vị cũng phải thử ba lần như nói ở trên. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin hết. Xin cảm ơn Thiền gia Văn Tùng và Thiền gia Văn Nhàn. Phần tiếp theo là đọc bài kệ hồi hướng cho tất cả các vị Phật gia Thiền Tông. Xin mời quý quan khách và quý vị Phật tử vui lòng đứng lên, chắp tay cùng đồng thanh đọc hồi hướng. Lễ truyền thiền đã xong rồi. Nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền Tông. Tâm con hiện tại đã không, nhất quyết một lòng thực hiện Thiền Tông. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ơi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Chúng con nhất quyết lòng son, giữ môn thiền học luôn còn mai sau. Chúng con thể nguyện với nhau, để môn thiền học không sao phai mờ. Thiền Tông chánh điện chùa thờ, kính xin Đức Phật nhận lời chúng con. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn, mời tất cả các quý vị an tọa. Kính thưa quý vị, phần vừa rồi cũng là phần kết thúc lễ truyền bí mật Thiền Tông hôm nay. Để kết thúc buổi lễ, xin mời ba hồi chuông trống bát nhã. Xin mời.